sao cô ta lại tới đây? Nè, nè, chạy hả? Mày thả chạy hả? Chính là hắn ta. Đăng ơi, chú ơi chú, con thấy tên cướp tối qua ở ngoài cổng. Nhanh lên con. Ba. Nhanh lên. Xích vô con. Xong chưa? Rồi. Hồi nãy con thấy người đó đứng đâu? Hắn đứng bên này nè. Con đi đâu vậy hả? Cô Phương nè, cô có thấy người dạ. đàn ông bên kia đường chạy hướng nào không? Hắn ta chạy về hướng này, có chở thêm một người phụ nữ lớn tuổi và một bé gái khoảng 6-7 tuổi gì đó, cũng từ ở trong đây ra nè. Cậu và mọi người tới bao vây khu vực xóm 5 gần bến xe, tìm nhà bà Sáu Hên. Dạ rõ. Nhanh lên. Em nghe nè anh Hai. Mày về ngay, đón bé Ngọc qua bên đó giùm tao. Nhanh lên. Ủa nhưng mà anh... Tao không có thời gian để giải thích, tao sẽ nói sao. Dạ. Nhanh lên đi. Chủ cũ nha anh. Tao biết rồi, nhanh nha. Dạ. Mày đưa bé Ngọc tới đó, chỗ thu thập hồi xưa. Em tao sẽ tới đó. Còn mày thì sao? Tao có công việc đến sau. Nhớ đưa má mày đi càng xa càng tốt nha. Vậy đi. Vì cuộc đời là niềm tin khát khao, vì cuộc đời còn gian khó thăng trầm, ta vươn cao đôi tay ta thét vang, hey ho, hey ho, hey.